Trở lại với chương trình tin tức thưa quý vị, sau đây là những phần tin Hoa Kỳ. Tổng thống Biden kêu gọi Do Thái hãy tuân thủ luật chiến tranh khi trả đũa phe Hamas. Tổng thống Joe Biden kêu gọi Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu hãy tuân thủ luật chiến tranh sau khi Thủ tướng Do Thái thề là sẽ hủy diệt Hamas để đáp trả vụ tấn công bất ngờ. Phát biểu trước các lãnh đạo cộng đồng người Do Thái ở Mỹ, tề tiệu ở tại tòa Bạch Ốc, Ông Biden khẳng định cuộc tấn công vào Do Thái khiến cho 1.200 người thiệt mạng là ngày chết chóc nhất đối với người dân Do Thái kể từ thảm họa Holocaust. Tổng thống cho biết mình đã có nhiều lần điện đàm với Thủ tướng Netanyahu, người mà ông Biden đã có quan hệ thân thiết trong 40 năm qua, từ sau vụ tấn công bùng nổ ngày 7 tháng 10 vừa rồi. Trước đó, ông Netanyahu đã thề là sẽ xóa sổ Hamas. Mọi thành viên Hamas đều là kẻ đã chết, lãnh đạo Do Thái cho biết. Trong bài phát biểu của mình, ông Biden cũng cảnh báo Iran là quốc gia hậu thuẫn cho Hamas và lực lượng Hezbollah chống lại do Thái. Tổng thống khẳng định là việc nước này điều tàu sân bay đến khu vực Trung Đông là lời cảnh báo rõ ràng đối với Iran rằng hãy cẩn thận. Giữa lúc nổi lên nỗi lo ngại rằng xung đột giữa Hamas và Do Thái sẽ lan rộng. Giới chức Hoa Kỳ nhận định rằng họ chưa thấy thông tin tình báo nào thể hiện rằng Iran tham gia vào quá trình lên kế hoạch và chuẩn bị cho cuộc tấn công của Hamas. Ít nhất là 22 công dân Hoa Kỳ đã chết trong vụ tấn công và có thể có một số khác nằm ở trong con số ước tính là 100 người đã bị Hamas bắt cóc. Tòa Bạch Ốc muốn gộp viện trợ Ukraine, Đài Loan, Israel trong kế hoạch gây tranh cãi. Hãng Reuters ngày 12 tháng 10 đưa tin Tòa Bạch Ốc đang cân nhắc kế hoạch đề nghị quốc hội gộp viện trợ quân sự cho Israel, Ukraine và Đài Loan nhằm tăng cơ hội được phê chuẩn việc viện trợ Kyiv. Tổng thống Joe Biden và các thành viên quốc hội của cả hai đảng đã cam kết làm mọi thứ có thể để hỗ trợ Israel sau cuộc tấn công chưa từng có của Hamas từ giải Gaza dẫn đến sự trả đũa đối với vùng đất Palestine. Tuy nhiên, quốc hội vẫn phải cân nhắc cung cấp thêm viện trợ cho Ukraine. Tổng thống Biden hồi tháng 8 đã đề nghị lên quốc hội khoảng ngân sách 24 tỷ Mỹ kim viện trợ Ukraine và các nhu cầu quốc tế liên quan, tuy nhiên đề nghị chưa được phê chuẩn một nhóm nhỏ dân biểu cộng hòa trong nhiều tháng đã chỉ trích việc mỹ viện trợ ukraine sau khi cáo buộc khi chống tham nhũng chưa hiệu quả điều mà ukraine và giới chức mỹ đều bác bỏ một số nhân vật ủng hộ ukraine cho rằng ông biden nên đề nghị một gói viện trợ kết hợp cho israel ukraine và đài loan phát ngôn viên hội đồng an ninh quốc gia john kirby nói với các phóng viên rằng chi tiết những con số về đề nghị viện trợ bổ sung của chính phủ vẫn chưa hoàn thiện nhiều thương hiệu lớn của Mỹ có liên quan đến vàng được khai thác bởi người Duy Ngô Nhĩ. Trong một báo cáo nghiên cứu vừa công bố, cho biết là hàng trăm công ty lớn của Hoa Kỳ trong hoạt động sản xuất của mình có thể đang vô tình sử dụng vàng đã được khai thác bởi người Duy Ngô Nhĩ bị cưỡng bức lao động ở tại khu vực Tân Cương thuộc về vùng viễn Tây của Trung Quốc. Báo cáo do Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng Tiên Tiến hay còn được gọi là C4ADS cho biết là các công ty tài chính như là Vanguard, Fidelity, JP Morgan Chase và Blackstone đã khiến cho người Mỹ đầu tư vào các công ty Trung Quốc điều hành những mỏ vàng ở vùng Tân Cương thông qua các quỹ đầu tư theo chỉ số của họ. Mặc dù chúng ta đã công bố rộng rãi nhiều báo cáo về việc cưỡng bức lao động đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc, nhưng vẫn chưa có sự quan tâm đầy đủ đối với việc khai thác mỏ ở Tân Cương báo cáo nhận định như trên. Cũng theo bản báo cáo này, khai thác mỏ này hiện nay chiếm 43% tổng sản phẩm kinh tế của Tân Cương và bản thân khu vực này là địa điểm sản xuất về than, khí ga, vàng, đồng và sắt hàng đầu của Trung Quốc. Báo cáo cho hay, 4 trong số 10 công ty khai thác vàng lớn nhất của Trung Quốc có hoạt động ở vùng Tân Cương là vùng viễn Tây mà theo chính phủ Hoa Kỳ đang diễn ra nạn diệt chủng đối với người Duy Ngô Nhĩ thông qua triệt sản cưỡng bức, đồng hóa, bỏ tù và lao động nô lệ. Bốn công ty này là tập đoàn vàng Linh Bao, công ty Zhaojin Mining Industry, tập đoàn Zijin Mining và tập đoàn vàng Sơn Đông, vốn là doanh nghiệp vàng lớn hàng thứ hai của Trung Quốc. Quan hệ tình dục với học trò, cô giáo lớp 7 ở Texas bị bắt Cô giáo lớp 7 ở Texas bị bắt vì nghi quan hệ tình dục với học trò, học khu cho hay theo nhật báo Fort Worth Star-Telegram. Cô Jenning Elizabeth Kula, 36 tuổi, bị truy tố tội quan hệ bất chính với học trò, tội đại hình cấp độ 2, theo biên bản bắt giữ của cảnh sát. Học trò này khai với điều tra viên rằng em và cô Kula quan hệ tình dục với nhau một lần trên xe hơi của cô vào mùa hè năm nay. Cô Kula thú nhận có quan hệ tình dục với học trò này. Cô là giáo viên trường Brock Junior High School và cậu học trò không học trường đó. Học khu Brock ra thông báo cho hay khi giới chức học khu được thông báo về mối quan hệ giữa hai người này, học khu liên lạc với sở cảnh sát Parker County và cho cô Kula nghỉ việc tạm thời. Học khu tuyên bố sẽ tiếp tục hỗ trợ điều tra viên bằng mọi cách họ có thể làm. Sự an toàn của tất cả học sinh là ưu tiên hàng đầu của học khu này học khu Brock ra thông báo trên mạng xã hội. Chúng tôi cam kết bảo đảm môi trường học tập an toàn cho mọi người, nên bất kỳ hành vi sai trái nào cũng sẽ bị giải quyết nhanh chóng và thích đáng. Cô Kula được tạm thời thả ra sau khi nộp tiền thế chân tại ngoại 50.000 Mỹ Kim. Tòa án liên bang sẽ không ngăn chặn về việc đình chỉ quyền được mang súng vào công viên ở tiểu bang New Mexico. Một thẩm phán liên bang mới đây đã dọn đường cho việc thi hành lệnh đình chỉ quyền được mang súng ở tại các công viên và sân chơi công cộng ở khu vực đô thị lớn nhất ở tiểu bang New Mexico. Lệnh từ thẩm phán liên bang David Urias từ chối yêu cầu từ những người ủng hộ cho quyền sử dụng súng đạn để nhằm ngăn chặn các lệnh hạn chế tạm thời về súng khi các thách thức về pháp lý tiến triển điều này đánh dấu một chiến thắng của thống đốc Michelle Lujan Restam đối với việc hạn chế súng tạm thời để nhằm ứng phó với các vụ xả súng gần đây trên toàn tiểu bang khiến cho trẻ em bị thiệt mạng ở New Mexico các hạn chế đã gây ra làn sóng phản đối dữ dội ở trong công chúng khiến cho đảng Cộng hòa kêu gọi luận tội thống đốc và làm gia tăng chia rẽ giữa các giới chức hàng đầu của đảng Dân chủ. Lukhan Grisham là một đảng viên của đảng dân chủ đã tiếp tục tranh luận trong tuần này rằng một số không gian công cộng nhạy cảm nên bị cấm mang súng một cách công khai hoặc là giấu kín những người ủng hộ cho quyền sử dụng súng đã đệ trình một loạt vụ kiện và đề nghị lên tòa án để nhằm ngăn chặn các hạn chế trong lệnh của bà thống đốc những người này lập luận rằng lệnh mới sẽ tước bỏ quyền của cư dân ở khu vực Abu được mang súng ở nơi công cộng để tự vệ theo tu chính án thứ hai Thẩm phán liên bang đã bác bỏ những lập luận cho rằng việc hạn chế sử dụng súng đối với những địa điểm nhạy cảm chỉ nên áp dụng cho những địa điểm thực hiện các chức năng cốt lõi của chính phủ, chẳng hạn như là địa điểm bỏ phiếu, chứ không phải là các công viên hay là các sân chơi. Điều tra vụ đe dọa đánh bom phi trường Baltimore, Washington, International Airport, Giới chức an ninh đang điều tra lời đe dọa đánh bom phi trường Baltimore Washington International Airport. Lời đe dọa này đã ảnh hưởng đến các chuyến bay, tình trạng giao thông và tăng cường các trạm kiểm soát an ninh quanh phi trường. Theo nguồn tin, người không được phép công khai cho biết, một người đậu xe ở lề đường phi trường báo với giới thẩm quyền rằng trên xe của đương sự có bom. Theo nguồn tin, cá nhân báo xe có bom bị bắt và một đội bom đang điều tra sự việc vụ này xảy ra ở khu vực công cộng bên ngoài của phi trường đã khiến hai điểm kiểm soát an ninh bên trong nhà ga chính phải đóng cửa các con đường giao thông vào phi trường hiện đang bị tạm dừng những ai đang ở bên trong phi trường nên ở yên tại chỗ vào thời điểm này theo thông báo của phi trường cho biết đài kiểm soát không lưu đã ngăn không cho các chuyến bay khởi hành trong một khoảng thời gian ngắn cơ quan điều hành xe lưu thông đến phi trường cũng báo cáo rằng các chuyến xe của họ không vào phi trường phát ngôn viên và cơ quan cảnh sát phi trường hiện chưa đưa ra bình luận trước yêu cầu của truyền thông Hoa Kỳ đã trục vớt phần còn lại của con tàu lặn phát nổ khi thám hiểm xác tàu Titanic. Tuần Duyên Hoa Kỳ thông báo họ trục vớt các mảnh vỡ còn lại của con tàu lặn Titan và thi thể được cho là thuộc về nạn nhân ở trên phương tiện này. Đây là con tàu gặp phải tai nạn thảm khốc khi thám hiểm xác con tàu Titanic ở Đại Tây Dương hồi tháng 6 vừa qua. Toàn bộ năm hành khách và người điều khiển trên con tàu lặn do công ty OceanGate vận hành đã bị thiệt mạng khi con tàu trải qua một vụ nổ thảm khốc. Sau nhiều tuần tìm kiếm, Hoa Kỳ đã kết luận về số phận của con tàu Titan và các nạn nhân. Tuần Duyên đang tiến hành cuộc điều tra cấp cao nhất có liên quan đến tai nạn. Các kỹ sư an toàn hàng hải thuộc về Ủy ban điều tra hàng hải của lực lượng Tuần Duyên đã thu hồi và chuyển giao các mảnh vỡ ở trên tàu lặn Titan còn sót lại và bằng chứng từ đáy biển Bắc Đại Tây Dương vào ngày 4 tháng 10. Những phần thi thể của các nạn nhân được trục vớt một cách cẩn thận bên trong mảnh vỡ của tàu Titan và được các chuyên gia y khoa Hoa Kỳ phân tích. Tuần Duyên Hoa Kỳ cho hay họ đang phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và các cơ quan điều tra quốc tế khác để điều tra mảnh vỡ của con tàu Titan. Các nạn nhân được cho là đã thiệt mạng ngay lập tức khi con tàu Titan phát nổ do áp lực lớn ở độ sâu hơn 3.2 cây số ở dưới đáy Đại Tây Dương. Và đó là những phần tin liên quan đến Hoa Kỳ thưa quý vị. Sau một vài thông tin thương mại, xin mời quý vị theo dõi các bản tin Á Châu.